Xin chào các bạn và chào mừng các bạn đã quay trở lại với Spy Room. Hôm nay mình sẽ đến với các bạn với bài viết Nghề nhân sự và 3 cú lừa. Và chúng ta hãy đến với nội dung của bài viết ngay bây giờ nha. Nếu như ngành kinh doanh quốc tế hay là kinh tế quốc tế là những bông hậu trong mắt nhiều người bởi cái tên nghe rất gì và này nọ, cục mác màu hồng, thì ngành nhân sự lại bị đời gắn cho một tổ hợp những cú lừa. Chỉ tha thiết sống và trao đời con tim, mà sao đời lại trao cho em nhiều cú lừa đến thế? Hãy cùng nghe anh Ryan Trung Trương, trưởng phòng nhân sự của Unilever chia sẻ về 3 cú lừa mà mọi người thường rất hay lầm tưởng về ngành này nhé. Cú lừa đầu tiên, đó là không học thì sao làm? Theo anh Trương thì nhỏ không học nhân sự, lớn ra vẫn có thể làm ngành ngon ơ. Những bạn học trái ngành hoàn toàn có thể nhảy sân sang nhân sự bởi mấu chốt ở đây chính là tính linh hoạt của nhóm ngành kinh tế. Khi mà mỗi khía cạnh khác nhau của khối ngành này đều có thể trở thành điểm mạnh của bạn khi làm nhân sự. Giả sử bạn là một marketer, điểm mạnh của bạn là phân tích và nhìn nhận vấn đề. Bạn tìm điểm đau của doanh nghiệp, phát hiện những khách hàng mục tiêu để từ đó tìm ra chiến lược bán hàng hiệu quả. Khi làm nhân sự cũng vậy, bộ kỹ năng của bạn đã giúp cho bạn tìm ra vấn đề của công ty và soi ngay được những nhân sự tiềm năng có thể giúp bạn giải quyết những vấn đề đó. Điều này cũng sẽ áp dụng tương tự với các ngành còn lại. Cú lừa thứ hai, có tiếng mà lại không có miếng, không được đánh giá cao. Mọi người thường nghĩ làm nhân sự là tuy không được ngồi mát ăn bát vàng nhưng lại được trao trọng trách thay công ty chọn mặt gửi vàng. Nếu cuối tháng thêm việc trả lương cho nhân viên, lâu lâu anh em thấy A làm sai, em B vi phạm lỗi thì tuyết còi cảnh cáo. Tuy nhiên, anh Trương chia sẻ rằng nhân sự trong thực tế có nhiều mảng hơn với nhiều trọng trách khác nhau. Bạn có thể là người tìm kiếm ứng viên tài năng và xây dựng thương hiệu cho công ty, hoặc cũng có thể là người nghiên cứu và đưa ra những chính sách thương lượng vẹn cả đôi bên, hay là tư vấn chiến lược nhân sự cho các phòng ban, các mảng kinh doanh mới. Quả thật, vai trò của nhân sự cũng giống như chiếc van tim, hỗ trợ đưa máu và oxy, ở đây là nguồn nhân lực, đi tới tim, ở đây là doanh nghiệp một cách an toàn. Máu và oxy phải luôn giàu chất dinh dưỡng thì tim mới khỏe, đồng nghĩa với nguồn nhân lực phải chất lượng thì doanh nghiệp mới có thể hoạt động tốt, làm ăn khấm khá được. Chỉ từ ví dụ nhỏ này thôi, chúng ta cũng đều thấy được nhân sự quan trọng đến như thế nào. Cũng bởi vì vậy mà lương của ngành này lúc khởi điểm có thể thấp hơn mặt bằng chung ít nhiều. Tuy nhiên làm càng lâu thì số dư tài khoản của bạn sẽ biến động nhanh như tốc độ Winx biến hình. Gừng càng già càng cay chắc chắn là một lời nhận định gọn và đúng cho ngành nhân sự. Vậy còn cú lừa cuối cùng thì sao? Chúng mình sẽ bật mí trong bài viết Ngành nhân sự và 3 cú lừa của tác giả Ryan Trung Trương. Kèm theo đó còn có những chia sẻ thực tế, những tips về việc như là chọn gì để sớm thành công ở trong ngành nhân sự, mức lương khởi điểm thế nào là phù hợp với ngành, các mảng của ngành nhân sự, HR tìm kiếm nhân tài và thương hiệu, HR lương thưởng và chính sách, v.v. và nhiệm vụ, quyền lợi của mỗi mảng này là gì. Phân tích rõ hơn về 3 cú lừa của ngành nhân sự. Nếu bạn đang quan tâm và muốn có một cái nhìn tổng quan về nhân sự hay là các nghề thuộc khối ngành kinh tế thì đừng quên ghé nhà sách Spy Room để dinh ngay một em người trong môn nghề ngành kinh tế có gì nhá.